Xin chào các em, chúng ta lại tiếp tục bài học. Lần trước thì chúng ta đã nêu kiến thức trọng tâm và đồng thời phân tích những cái kiến thức trọng tâm về tác giả Nguyễn Tuân, với con người, với sự nghiệp văn học và với phong cách nghệ thuật Nguyễn Tuân. Giờ này chúng ta sẽ đi sâu vào tác phẩm Người lái đò sông Đà. Chỉ lưu ý các em một điều về tên cái bài tùy bút này. Người lái đò sông Đà, trong đó thì chữ sông Đà viết hoa cả hai chữ, tức là viết hoa cả chữ sông và viết hoa cả chữ Đà. Chữ Đà tên riêng thì đương nhiên là viết hoa rồi nào. Nhưng mà đây cái tên tác phẩm là Người lái đò sông Đà thì các em lưu ý nào, là chữ sông Đà viết hoa cả chữ sông. Thông thường thì sông là danh từ riêng đúng không, chúng ta ít viết hoa, nhưng ở đây Nguyễn Tuân là viết hoa cả chữ sông, sông Đà. Có lẽ đây cũng là một nét độc đáo, nhưng có lẽ cũng phải nên hiểu rằng dường như là phải chăng đúng không? Ta phải dùng những cái từ như là dường như, là phải chăng, dường như, phải chăng đúng không? Là Nguyễn Tuân đã gì nhỉ, đã coi sông Đà là một nhân vật, mà nó có cái nhân vật thì nó có tên riêng của nó chăng đúng không? Cho nên sông Đà như là một sự định danh tên của gì, của nhân vật sông Đà, cho nên viết hoa cả chữ sông. Thì đó là một điều mà các em lưu ý, là trong văn bản Nguyễn Tuân luôn luôn viết hoa cả chữ sông trong cái gì nhỉ, trong cái cụm từ sông Đà. Đấy là về tiêu đề, thì các em lưu ý như thế. Bây giờ trước hết là chúng ta cũng xác định cái kiến thức trọng tâm của cái bài học về tác phẩm Người lái đò sông Đà. Nào, một lá má, kiến thức trọng tâm, kiến thức trọng tâm, kiến thức trọng tâm. Nó cũng như là những các cái bài học khác, chúng ta phải xác định những cái kiến thức trọng tâm, những cái kiến thức cơ bản trước, sau đó chúng ta sẽ lựa chọn ở đó để phân tích sâu những cái kiến thức trọng tâm. Thế thì kiến thức trọng tâm thứ nhất là cái bài này là ta phải phân tích được là cái hình tượng sông Đà, phân tích được cái hình tượng sông Đà, hình tượng sông Đà, nhớ là viết hoa cái chữ sông là hình tượng sông Đà. Thì khi phân tích cái hình tượng sông Đà thì các em lưu ý là vì là sông Đà dưới ngòi bút của Nguyễn Tuân đã trở thành một ý, một nhân vật, cho nên là tác giả gọi đó là tính cách đó. Thì sông Đà ấy có một cái tính cách, tác giả gọi là tính cách gì, hung bạo, tính cách hung bạo, tính cách hung bạo. Cái tính cách hung bạo thực chất là gì? Thực chất là cái vẻ đẹp hùng vĩ, cái sự hùng vĩ, sự dữ dội của dòng sông, cái sự hùng vĩ, sự dữ dội của dòng sông, cái sự hùng vĩ, sự dữ dội của dòng sông. Và nếu sông Đà là một nhân vật thì tác giả gọi đó là gì nhỉ? Đó là tính cách hung bạo. Nào, nhưng bên cạnh cái tính cách hung bạo thì sông Đà còn có một cái tính cách nữa, tác giả gọi là tính cách trữ tình. Tính cách trữ tình. Tính cách trữ tình thực ra nào, nếu mà nói về hiện tượng thiên nhiên, về hiện tượng thiên nhiên về dòng sông thì đó sẽ là gì nhỉ? Đó là cái vẻ đẹp huyền ảo thơ mộng của Đà Giang. Cái vẻ đẹp hết sức huyền ảo, hết sức là thơ mộng. Hay nói gọn lại đó là cái vẻ đẹp cũng rất trữ tình của gì nhỉ? Của sông Đà. Phân tích làm nổi bật được hai điều này về sông Đà. Đó. Sau khi phân tích hai cái nét trong tính cách của Đà Giang như một nhân vật, đó là hung bạo và trữ tình. Đó. Thì chúng ta cũng nên thấy được cái ý nghĩa của hình tượng sông Đà trong cái nhà, trong cái bài tùy bút này. Đó. Cái ý nghĩa của cái hình tượng sông Đà, ý nghĩa của hình tượng sông Đà. Và ý nghĩa của hình tượng sông Đà thì chúng ta nhìn nhận nó ở trên gì nhỉ, trên hai biểu hiện. Cái thứ nhất là nó trở thành, nó như là một bối cảnh làm nên, nó góp phần làm nổi bật hình tượng gì, ông lái đò nào, góp phần làm nổi bật cái hình tượng ông lái đò. Làm nổi bật cái hình tượng lái đò, cái hình tượng người lái đò ấy, nào.
ở chỗ này thì các em lưu ý về mặt phương pháp. Nhiều khi cái hình tượng thiên nhiên đó, nhiều khi hình tượng thiên nhiên ấy, nó sẽ làm bối cảnh để làm nổi bật gì lên con người. Đó. À, chúng ta đã từng phân tích cái bài Tây Tiến của Quan Dũng. À, ở đó cũng có một thiên nhiên Tây Bắc hết sức hùng vĩ và dữ dội. Một thiên nhiên Tây Bắc cũng rất trữ tình và thơ mộng. Và thiên nhiên Tây Bắc trở thành bối cảnh làm nền để nổi bật lên cái vẻ đẹp lãng mạn nào và bi tráng của hình tượng người lính. Làm nổi bật lên cái vẻ đẹp lãng mạn và bi tráng của hình tượng người lính nhờ có một cái bối cảnh thiên nhiên cũng hết sức là lãng mạn đấy. Thế thì ở đây là cái ý nghĩa đầu tiên của hình tượng sông Đà, nó cũng làm nổi bật lên cái hình tượng người lái đò. Một điều thứ hai là cho chúng ta hiểu thêm về Nguyễn Tuân, đó là rằng qua cái hình tượng sông Đà thì ta thấy được gì nhỉ? Thấy được cái lòng yêu nước của Nguyễn Tuân. Thấy được lòng yêu nước của Nguyễn Tuân. Thấy được lòng yêu nước của Nguyễn Tuân. Bởi vậy lẽ sao ạ? Ở đây thì có lần chúng ta đã nói là sao? Cái tác phẩm viết về thiên nhiên đấy, nó thể hiện tình cảm thiên nhiên đã đành, nhưng cũng có khi nó còn thể hiện cả gì? Cả tình quê hương đất nước. Khi cái thiên nhiên ấy là thiên nhiên của quê hương của đất nước mình. Và rõ ràng khi mà Nguyễn Tuân gì nhỉ? Miêu tả cái vẻ đẹp của sông Đà, ca ngợi gì? Sự hùng vĩ và thơ mộng của dòng sông. Đó. Mà đó là dòng sông của thiên nhiên của đất nước mình. Thì qua đó người đọc còn thấy được cái tấm lòng yêu nước của Nguyễn Tuân, sự gắn bó của Nguyễn Tuân với cảnh đẹp của quê hương đất nước. Đó. Và đó cũng là biểu hiện của lòng yêu nước. Đấy, thế thì như thế là phân tích hình tượng sông Đà, ta nêu mà cái vẻ đẹp hùng vĩ dữ dội như là một tính cách hung bạo. Đó. Còn cái vẻ đẹp huyền ảo thơ mộng thì tác giả gọi là tính cách trữ tình. Và sau đó thấy được là gì nhỉ? Con sông Đà ấy, đó, với vẻ đẹp ấy làm nổi bật lên hình tượng người lái đò và cho ta hiểu thêm cái tình quê hương đất nước. Ở đây là lòng yêu nước của Nguyễn Tuân. Đó. Đấy là cái kiến thức cơ bản đầu tiên. Kiến thức trọng tâm thứ hai, nào, đó là cùng với hình tượng sông Đà thì còn có cả hình tượng người lái đò, nào, hai nhỏ là hình tượng người lái đò. Chúng ta phải phân tích được cái hình tượng người lái đò. Chúng ta đọc cái bài Tùy Bút này thì chúng ta thấy là hình tượng người lái đò cũng như là hình tượng sông Đà, đó là hai cái hình tượng trung tâm xuyên suốt. Hai hình tượng này đấy luôn bổ sung cho nhau đó, để làm nổi bật lên hoặc là vẻ đẹp thiên nhiên hoặc là vẻ đẹp con người đó. Thế thì có một cái phương pháp, một cái cách tư duy rất khoa học nhưng cũng rất đơn giản để chúng ta có thể phân tích được cái hình tượng lái đò này. Trong cái mối tương quan, chúng ta vừa nói là sông Đà, nó cái tính cách hung bạo, nó thế bây giờ người lái đò mà có thể gì nhỉ, có thể chế ngự được cái dòng sông hung bạo thì người lái đò cần phải có tính cách gì? Nhưng mà dòng sông Đà lại có tính cách trữ tình, lại mang một cái vẻ đẹp cũng thơ mộng huyền ảo lắm, thế thì phải tương xứng với một cái dòng sông trữ tình thơ mộng ấy thì người lái đò có tính cách nào? Trong cái suy nghĩ của các em thấy là mối tương quan và chúng ta hình thành được các cái ý, cái luận điểm khi phân tích về người lái đò. Nào, mà dòng sông hung bạo phải ngự trị nó, tính cách nào của người lái đò? Một cái dòng sông lại gì nhỉ? Rất huyền ảo, thơ mộng với vẻ đẹp trữ tình như vậy. Thì người lái đò phải có cái tính cách nào để tương xứng? Vì vậy, thì khi phân tích cái hình tượng người lái đò, thì các em chú ý cái khía cạnh đầu tiên. Đó là sao? Đó là cái sự tài trí dũng cảm của ông lái đò. Tài trí dũng cảm của ông lái đò. Và cái sự tài trí dũng cảm của ông lái đò này, đúng không? Là để gì nhỉ? Là để chế ngự một dòng sông hung bạo. Chế ngự một dòng sông hung bạo cần phải có tài trí và sự dũng cảm. Và trong tác phẩm này tác giả sẽ miêu tả cái nét tính cách này, cái khía cạnh này của ông lái đò như thế nào. Thì chúng ta sẽ đi sâu phân tích. Nào. Nhưng mà có một điều về mặt phương pháp, nó vừa khoa học vừa đơn giản, đó là một cái tính cách của ông lái đò trước hết biểu hiện tài trí, dũng cảm để có thể chế ngự, có thể chiến thắng được cái dòng sông hung bạo. Nhưng ở người lái đò còn có cái điều thứ hai, đó là ông lái đò còn có cái nét tài hoa, cái tài hoa, nào,
điêu luyện. Sự tài hoa điêu luyện trong gì nhỉ? Trong cái tài năng vượt thác qua gành ấy. Và ở đây là khía cạnh gì nhỉ? Con người với vẻ đẹp gì nhỉ? Mà tác giả thường phát hiện nghiêng về khía cạnh tài hoa nghệ sĩ. Và cái tài hoa nghệ sĩ và cái khái niệm nghệ sĩ này hiểu theo cái nghĩa rộng. Đó. Và cái sự tài hoa, cái sự điêu luyện là cái nét đẹp này ở người lái đò sông Đà là để tương xứng với một dòng sông cũng rất là trữ tình thơ mộng. Tương xứng với một dòng sông trữ tình thơ mộng. Còn khi tác giả miêu tả ông lái đò với cái tài nghệ vượt thác qua gành đến mức tài hoa điêu luyện, nâng lên thành nghệ thuật của cái nghề sông nước ấy như thế nào, thì chúng ta sẽ phân tích trong tác phẩm. Khi đi sâu phân tích cái kiến thức trọng tâm. Nhưng cũng như là gì nhỉ? Cũng như là ở hình tượng gì? Sông Đà. Đó. Thì chúng ta cũng phải chú ý đến gì nhỉ? Đến cái ý nghĩa. Cái ý nghĩa của hình tượng ông lái đò. Của hình tượng ông lái đò. Hình tượng người lái đò. Ý nghĩa. Và ý nghĩa của hình tượng người lái đò thì nó cũng thể hiện một cái khía cạnh, đó là lòng yêu nước của Nguyễn Tuân, nhưng lòng yêu nước gắn với cái con người của đất nước. Nào, cho nên cái điều đầu tiên nó cũng thể hiện cái lòng yêu nước. Lòng yêu nước của Nguyễn Tuân. Nào, nhưng mà chúng ta phải thấy nó có cái điều khác so với lòng yêu nước khi thể hiện hình tượng sông Đà, đó là sao? Yêu nước tức là yêu mến tự hào trước vẻ đẹp của con người Việt Nam. Yêu mến tự hào trước vẻ đẹp của con người Việt Nam. Mà vẻ đẹp con người Việt Nam được thể hiện qua một hình tượng cụ thể, đó là hình tượng ông lái đò. Không chỉ là tài trí dũng cảm, đó, mà còn rất là tài hoa, nghệ sĩ. Cái con người Việt Nam ấy, nếu mà mang cái vẻ đẹp cần cù, dũng cảm này, trong lao động, trong chiến đấu này, đó là nét chung. Nhưng Nguyễn Tuân có một đặc điểm đi sâu khai thác, đó là bên cạnh đó còn là những con người rất mực tài hoa. Những con người rất mực tài hoa. Thế thì anh yêu mến, anh tự hào trước vẻ đẹp của con người Việt Nam, thì đó cũng là biểu hiện của lòng yêu đất nước. Nếu cần nói thêm, cần nâng cao vấn đề, nói rộng hơn. Cái điều mà tôi sắp nói thì không hẳn sách nào người ta cũng nêu. Nào, nhưng nếu cần nói, nâng cao lên, mở rộng vấn đề á, thì qua cái hình tượng người lái đò ấy, người ta còn thấy được cái quan niệm mới của Nguyễn Tuân về chủ nghĩa anh hùng. Quan niệm mới của Nguyễn Tuân về chủ nghĩa anh hùng. Quan niệm mới của Nguyễn Tuân về chủ nghĩa anh hùng. Đó. Qua cái hình tượng ông lái đò này, ta thấy được điều đó. Đây là vấn đề mở rộng nâng cao. Đúng không? Một quan niệm mới về chủ nghĩa anh hùng của Nguyễn Tuân, quan niệm đó là gì? Đó là cái chủ nghĩa anh hùng ấy có ở những con người bình thường giản dị. Mỗi người đò như ta đã nói, bình thường giản dị như thế. Nhưng có những phẩm chất, những hành động anh hùng. Cho nên chủ nghĩa anh hùng có ở những con người bình thường giản dị. Và một điều nữa, đó là chủ nghĩa anh hùng có ở gì nhỉ? Có trong cái cuộc sống hàng ngày. Cái cuộc sống lao động sản xuất hàng ngày cũng bộc lộ những phẩm chất, những hành động anh hùng. Trước đây chúng ta tìm cái chủ nghĩa anh hùng ở những cái con người mà gì nhỉ? Siêu phàm xuất chúng. Hoặc tìm cái chủ nghĩa anh hùng phải là trong chiến đấu cơ. Sự hy sinh một mất một còn mới bộc lộ cái chủ nghĩa anh hùng. Còn không, bây giờ trong cái cuộc sống lao động sản xuất hàng ngày cũng bộc lộ gì nhỉ? Cái phẩm chất, cái hành động anh hùng. Và chủ nghĩa anh hùng cũng được thể hiện trong cái cuộc sống hàng ngày, cái cuộc sống lao động gì? Sản xuất mà chúng ta vẫn thường gặp. Thế thì nếu mà rộng nâng cao vấn đề thì ý nghĩa của hình tượng người lái đò còn cho ta thấy một cái quan niệm mới của Nguyễn Tuân về chủ nghĩa anh hùng như ta vừa nêu. Đấy là cái kiến thức cơ bản thứ hai. Kiến thức trọng tâm thứ ba ở bài Người lái đò sông Đà, đó là chúng ta cũng phải phân tích được những cái nét tiêu biểu trong phong cách nghệ thuật của Nguyễn Tuân và được thể hiện qua cái bài tùy bút này. Ba nhỏ
là phong cách nghệ thuật Nguyễn Tuân qua bài Người lái đò sông Đà. Phong cách nghệ thuật Nguyễn Tuân qua bài Người lái đò sông Đà. Nhớ là ở đây là phong cách nghệ thuật Nguyễn Tuân, nhưng mà qua một tác phẩm cụ thể đó là qua bài Người lái đò sông Đà, chứ không phải là toàn bộ cái phong cách nghệ thuật Nguyễn Tuân như vừa nãy ta nói về, như cái giờ trước ta nói về tác giả. Không. Thế thì cái bài Tùy bút Người lái đò sông Đà cũng thể hiện được những cái nét đặc sắc, nét tiêu biểu trong phong cách nghệ thuật Nguyễn Tuân. Cũng có cái nét phong cách nghệ thuật tài hoa uyên bác. Cũng có cái nét phong cách nghệ thuật tài hoa uyên bác của tác giả được thể hiện trong cái tác phẩm này. Và nó cũng có cái biểu hiện thứ hai, đó là gây ấn tượng và cảm giác mạnh. Nào, gây ấn tượng và cảm giác mạnh. Gây ấn tượng và cảm giác mạnh. Trong khi miêu tả dòng sông Đà cũng như là gì nhỉ? Khi thể hiện cái cuộc vượt thác của ông lái đò. Cái cuộc vượt thác, vượt dòng sông hung dữ, chiến thắng dòng sông hung dữ của ông lái đò. Thì đấy là những cái đoạn văn mà chúng ta thấy cũng là gây ấn tượng và cảm giác hết sức mạnh cho người đọc. Ở tác phẩm này cũng có cái khía cạnh. Nào, đó là khi mà quan sát, khi mà gì nhỉ? Khi mà miêu tả đối tượng. Nào, mà đối tượng con người thì mang một cái vẻ đẹp tài hoa, nghệ sĩ. Nào, con người cũng có cái nét được phản ánh trong tác phẩm này theo phong cách nghệ thuật Nguyễn Tuân. Con người mang vẻ đẹp tài hoa nghệ sĩ, mang vẻ đẹp tài hoa nghệ sĩ, tất nhiên là qua cái hình tượng ông lái đò. Nhưng ở đây lại nhắc lại, cái tài hoa nghệ sĩ này là được chúng ta hiểu theo gì, nghĩa rộng đó, chứ không phải là gói gọn lại trong nghĩa hẹp đó là làm về một ngành nghệ thuật. Nghề sông nước và cái tài nghệ của ông lái đò cũng bộc lộ cái khía cạnh này, tài hoa nghệ sĩ đó, hiểu theo nghĩa rộng. Như thế là trong phong cách nghệ thuật của Nguyễn Tuân có tài hoa uyên bác, có gây ấn tượng và cảm giác gì mạnh, và có con người mang vẻ đẹp tài hoa gì nghệ sĩ. Và còn một nét nữa đó, còn một nét nữa theo các em, đó là điều gì? Đó, các em dùng cái kiến thức mà ta biết chung về phong cách nghệ thuật của Nguyễn Tuân, tác giả Nguyễn Tuân, để cuối cùng ta soi vào tác phẩm này để ta thấy đó là gì nhỉ? Nào, còn vấn đề gì nữa? Cái bài này viết theo thể loại nào? Và cái đó cũng thể hiện phong cách nghệ thuật của Nguyễn Tuân. Cho nên có một nét phong cách nghệ thuật nữa, đó là sử dụng thể tùy bút. Sử dụng thể tùy bút. Ở đây Nguyễn Tuân cũng sử dụng thể tùy bút. Đã. Cũng rất là phóng túng. Nó thể hiện sự thái hóa, rất phóng túng. Nhưng có một đặc điểm về sự chuyển biến trong phong cách nghệ thuật của Nguyễn Tuân. Cho nên khi sử dụng cái thể tùy bút này, thì chúng ta thấy là sao? Ở bài Người lái đò sông Đà là tùy bút cũng bắt đầu pha với bút ký. Nào. Tùy bút pha bút ký, cho nên không chỉ là thể hiện cái cảm xúc của nhà văn, mà còn gì nhỉ? Hướng ngoại. Nào. Hướng tới để gì nhỉ? Thể hiện gì? Cái hiện thực khách quan với thiên nhiên và con người Tây Bắc như thế nào? Nào. Đấy là những cái nét chủ yếu trong phong cách nghệ thuật của Nguyễn Tuân mà cũng được rồi nhỉ? Được bộc lộ trong cái được thể hiện trong cái bài Tùy bút Người lái đò sông Đà này. Sau khi xác định xong những cái kiến thức trọng tâm như thế, thì chúng ta sẽ chuyển sang phần 25 á. Nào, đó là phần chúng ta phân tích sâu những cái kiến thức trọng tâm này. Sau khi xác định xong kiến thức trọng tâm, thì chúng ta sẽ đi sâu và phân tích các cái kiến thức trọng tâm đó. Hai la mã là phần phân tích. Phân tích. Chúng ta sẽ phân tích cả ba cái kiến thức trọng tâm. Tất nhiên là khi mà chúng ta phân tích như thế, đến lúc làm bài là chúng ta cũng rất linh hoạt. Không? Bởi vì ba cái kiến thức trọng tâm ấy, không? Ta phân tích riêng, nhưng đồng thời nó đều có mối tương quan với nhau, nó quan hệ với nhau. Đó, có thể người ta gắn cái kiến thức trọng tâm này với một phần của kiến thức trọng tâm khác để hỏi trong khi thi đó, thì lúc đó chúng ta sẽ vận dụng một cách linh hoạt.
Cái kiến thức trọng tâm thứ nhất đó mà chúng ta phân tích đó là chúng ta phân tích hình tượng sông Đà. Phân tích hình tượng sông Đà. Hình tượng sông Đà. Phân tích hình tượng sông Đà. Tất nhiên là chúng ta vẫn phân tích riêng từng cái kiến thức trọng tâm, nhưng mà các em nhớ là lúc thi cử đúng không, có thể người ta kết hết thật nào các kiến thức khác nào để tạo nên một vấn đề để thi nào. Thí dụ như là phân tích cái hình tượng sông Đà để từ đó nêu lên cái nhận xét về phong cách nghệ thuật của Nguyễn Tuấn, nhận xét về phong cách nghệ thuật của Nguyễn Tuấn qua cái việc mà miêu tả hình tượng sông Đà này, vân vân nào. Thế thì ở đây chúng ta vẫn phân tích riêng từng cái kiến thức trọng tâm, nhưng mà khi làm thì chúng ta tổng hợp những cái kiến thức mà chúng ta đã nắm được để giải quyết theo cái yêu cầu của cái đề bài họ ra như thế nào. Đó. Và thậm chí là sau này chúng ta sẽ có những cái bài để chúng ta đặt nó trong sự so sánh tổng hợp. Thí dụ so sánh cái hình tượng sông Đà với hình tượng sông Hương. Đó. Hình tượng sông Hương trong cái bài của Hoàng Phục Ngọc Tường vân vân. Nhưng trước hết kiểu gì thì vẫn cứ phải nắm được cái kiến thức trọng tâm của đấy, từng vấn đề trước đã. Đúng không? Về hình tượng sông Đà thì đối với một cái bài văn đó, thì trước bất cứ một vấn đề nào đó thì chúng ta vẫn có phải như là cái phần vào bài, tức là khái quát chung đó, khái quát chung về tác giả và về tác phẩm. Chúng ta khái quát chung về tác giả tác phẩm ở cái phần này rồi thì đến những cái phần sau thì nếu chúng ta gặp thì chúng ta vẫn lấy cái gì nhỉ, cái khái quát về tác giả tác phẩm mà chúng ta đã làm để sử dụng như là cái vào bài. Thứ nhất, kết quả là chúng ta khái quát tác giả và tác phẩm. Khái quát tác giả và tác phẩm. Khái quát tác giả và tác phẩm. Về tác giả, đúng không? Về tác giả. Về tác giả. Thì các em xem lại bài trước. Nào. Xem lại bài trước, chúng ta đã từng khái quát về Nguyễn Tuấn rồi. Nào. Vị trí của Nguyễn Tuấn trong trong văn học là như thế nào, cái đóng góp đặc sắc và nổi bật của Nguyễn Tuấn đối với văn học đó là ở những cái nội dung nào, nó cái biểu hiện nào, nó đóng góp trên những phương diện nào của Nguyễn Tuấn, thì các em vận dụng cái bài trước để làm, để đưa vào đây. Còn khái quát về tác phẩm, khái quát về tác phẩm thì chúng ta cũng khẳng định gì nhỉ, cái vị trí của tác phẩm, những cái thành công cơ bản của tác phẩm về nội dung và về nghệ thuật. Và nếu cần nói được những cái đặc sắc riêng của tác phẩm, nhưng nói một cách hết sức khái quát. Thế thì ta gợi ý ngắn gọn về khái quát tác phẩm này. Nào. Thì bài Tùy Bút Người Lái Đò Sông Đà, nếu xuất xứ của nó, bài Tùy Bút Người Lái Đò Sông Đà được trích từ gì nhỉ? Từ tập Tùy Bút Sông Đà. Cái tập Tùy Bút này là xuất bản năm 1960. Ở đây các em không được lầm giữa một bài Tùy Bút trong một tập Tùy Bút nhé. Cái tập Tùy Bút thì có tên là Sông Đà, hai chữ thôi. Cái tập Tùy Bút ấy có tên là Sông Đà. Thế trong đó nó có nhiều bài Tùy Bút đúng không? Thì có gì nhỉ? Có một bài Tùy Bút mà chúng ta đương nói tới, đó là bài Người Lái Đò Sông Đà. Cho nên bài Người Lái Đò Sông Đà là trích từ tập Tùy Bút Sông Đà, xuất bản năm 1960. Ta nói chung về cái tập Tùy Bút này, nó giữ cái vai trò vị trí như thế nào, trong đó có cái bài Người Lái Đò Sông Đà này. Nào, thì cái tập Tùy Bút Sông Đà, đối với Nguyễn Tuấn thì sao? Là tác phẩm tiêu biểu của Nguyễn Tuấn sau cách mạng. Tác phẩm tiêu biểu của Nguyễn Tuấn sau cách mạng. Nhưng đối với cả nền văn học thì sao? Cho nên tập Tùy Bút Sông Đà là tác phẩm tiêu biểu của Nguyễn Tuấn sau cách mạng. Nhưng đồng thời, nào cũng là gì? Là đỉnh cao trong thể tài, ở thể tài Tùy Bút. Đỉnh cao ở thể tài Tùy Bút trong văn học Việt Nam hiện đại. Ở cái thể tài Tùy Bút thì đúng là vị trí của cái tập Tùy Bút Sông Đà nó đỉnh cao. Nào, ở cái thể tài Tùy Bút trong văn học Việt Nam hiện đại. Như thế là cái câu nhận định của chúng ta là vừa xác định cái vị trí của tập Tùy Bút này đối với gì nhỉ? Đối với sự nghiệp văn học của Nguyễn Tuấn và đối với gì nhỉ?
cái nền văn học Việt Nam hiện đại. Đó là vị trí. Sau đó ta khái quát những cái thành công cả về nội dung và nghệ thuật, khái quát những nét cơ bản nhất về nội dung và nghệ thuật. Nào. Thì qua cái tập Tùy Bút Sông Đà, trong đó có bài Người Lái Đò Sông Đà, thì người đọc thấy điều gì? Người đọc thấy ngời lên cái vẻ đẹp của thiên nhiên đất nước và vẻ đẹp của con người Việt Nam. Ngời lên vẻ đẹp của thiên nhiên đất nước và vẻ đẹp của con người Việt Nam. Có thiên nhiên bởi vì có sông Đà, có Tây Bắc. Có con người Việt Nam bởi vì có gì? Người Lái Đò. Cho nên thấy ngời lên cái vẻ đẹp của thiên nhiên, của gì? À, của con người Việt Nam. Xong nói cụ thể hơn. Thiên nhiên đó là đâu? Là thiên nhiên với Tây Bắc vừa hùng vĩ vừa trữ tình thơ mộng. Thiên nhiên Tây Bắc vừa hùng vĩ vừa trữ tình thơ mộng. À, còn con người Việt Nam thì sao? Con người Việt Nam với vẻ đẹp, đúng không? Vừa cần cù dũng cảm. Nào, vừa cần cù dũng cảm lại vừa rất mực tài hoa. Cần cù dũng cảm nhưng đồng thời cũng rất mực tài hoa, rất mực thông minh. Rất mực thông minh, rất mực tài hoa. Và chúng ta có thể lấy một cái cách nói nào, của chính Nguyễn Tuân, đó là con người với vẻ đẹp của chất vàng 10 trong tâm hồn. Vẻ đẹp của chất vàng 10 trong tâm hồn. Đấy, như thế là qua tập Tùy Bút thì thấy được vẻ đẹp của thiên nhiên và vẻ đẹp của con người Việt Nam. Thiên nhiên như thế nào, con người Việt Nam như nào thì nói cụ thể hơn một chút, nhưng vẫn là dạng khái quát. Cũng là dạng khái quát để ta nói về cái vị trí của tác phẩm này. Đúng về mặt nghệ thuật, về mặt phong cách. Cho nên qua gì nhỉ? À, qua cái bài Người Lái Đò Sông Đà, người đọc còn thấy được gì nhỉ? Thấy được cả những cái nét là tiêu biểu, những cái nét đặc sắc trong phong cách nghệ thuật của Nguyễn Tuân. À, qua cái bài Tùy Bút Người Lái Đò Sông Đà, cũng như là qua toàn bộ gì nhỉ? Tác phẩm Sông Đà, qua toàn bộ cái tập Tùy Bút Sông Đà, thì người đọc thấy được gì nào? Thấy được những cái nét tiêu biểu, những cái nét đặc sắc trong phong cách nghệ thuật của Nguyễn Tuân. Nét đặc sắc trong cái phong cách nghệ thuật của Nguyễn Tuân. Đấy, sau khi mà chúng ta khái quát tác phẩm xong như thế, thì tùy theo, nếu mà là vấn đề phân tích hình tượng Sông Đà, thì chúng ta khẳng định vị trí của cái hình tượng này trong tác phẩm. Còn nếu là gì nhỉ? Nếu là hình tượng ông lái đò thì ta lại khẳng định cái vị trí của cái hình tượng này trong tác phẩm. Còn vấn đề phong cách thì ta lại đi sâu, có một cái câu khái quát về gì nhỉ? Về phong cách Nguyễn Tuân qua tác phẩm. Nó tùy theo. Nào. Thế thì sau khi khái quát xong tác phẩm mà vấn đề chúng ta đương bàn là gì? Là phân tích hình tượng Sông Đà, thì chúng ta có cái câu khái quát tiếp là sao? Cái hình tượng Sông Đà là hình tượng trung tâm nổi bật của gì? Của bài Tùy Bút này. Và qua cái hình tượng Sông Đà thì người đọc thấy được gì nhỉ? Là cũng thấy được nào cái vẻ đẹp của thiên nhiên đất nước nào, và thấy được gì nhỉ, cả cái tình cảm của Nguyễn Tuân cũng như là phong cách nghệ thuật của Nguyễn Tuân được thể hiện trong tác phẩm mà qua cái hình tượng này. Đó là chúng ta khái quát về tác giả và tác phẩm, khái quát cả cái vấn đề mà chúng ta cần đi sâu phân tích. Sau khi khái quát xong tác giả và tác phẩm thì chúng ta sẽ đi sâu vào phân tích cái hình tượng Sông Đà. Trước hết là chúng ta nên có một cái nhận định để từ đó ta định hướng. Ta vẫn theo cái hướng là chúng ta có cái câu chủ đề theo phương pháp diễn dịch ấy, để nhận định chung những vấn đề mà chúng ta sẽ phân tích. Thì ta có cái câu nhận định. Đó. Ví dụ như là chúng ta nhận định là gì nhỉ? Là dưới ngòi bút của Nguyễn Tuân. Đó. Dưới ngòi bút của Nguyễn Tuân thì Sông Đà hiện lên. Đó. Như một nhân vật, Sông Đà hiện lên như một nhân vật với hai tính cách nổi bật, đó là tính cách hung bạo và tính cách trữ tình. Ta phải có cái câu nhận định như thế, là dưới cái ngòi bút của Nguyễn Tuân, ngòi bút tài hoa của Nguyễn Tuân ấy, thì Sông Đà trở thành một nhân vật đấy nhá, trở thành một nhân vật với hai tính cách ngọc, đó là vừa hung bạo lại vừa gì, trữ tình. Và sau khi nhận định như thế rồi thì chúng ta đi vào từng cái biểu hiện cái tính cách một. Đọc. Trước hết là cái tính cách hung bạo của Đà Giang. Tính cách hung bạo của Đà Giang. Ta dùng luôn cái cách nói, cách miêu tả của Nguyễn Tuân. Cái tính cách hung bạo của Đà Giang. Hay nói cách khác, đó là cái vẻ đẹp. Đọc. Hoặc là sự cũng được, hoặc là vẻ đẹp cũng được. Hết sức là hùng vĩ, dữ dội của Sông Đà. Vẻ đẹp hung vĩ dữ dội của Sông Đà.
nó không những là hùng vĩ mà còn hết sức dữ dội. Nào, nó nguy hiểm đối với gì? Những con người làm trên làm cái nghề sông nước Đà Giang, trên sông nước Đà Giang, nghề sông nước ở nơi sông Đà ấy, thì đó là gì? Tác giả gọi là tính cách hung bạo. Thực chất đó là sự hùng vĩ dữ dội của gì? Của sông Đà, qua ngòi bút miêu tả của tác giả. Nhưng vì sông Đà được tạo nên thành một nhân vật, nào trở thành một nhân vật, thì ta phân tích cái tính cách hung bạo. Thế bây giờ lại là vấn đề phương pháp, nào suy tư phương pháp để làm sao cái cách phân tích của chúng ta nó mạch lạc, nó rạch ròi, nào nó thành hệ thống mạch lạc rạch ròi, nào vừa là dễ hiểu vừa là sáng tỏ vấn đề. Thế thì ở đây chúng ta nên nhớ là Nguyễn Tuân có một cái cách nói về sông Đà là sao? Sông Đà là hung bạo cả ở dày, cả ở diện mạo, nào và cả ở tâm địa của dọc sông. Thế thì chúng ta phải hiểu là thế này, diện mạo tức là những cái biểu hiện bên ngoài có thể nhìn thấy. Còn tâm địa đó là tác giả đã gì nhỉ? Đã miêu tả sông Đà như một nhân vật, nhân cách hóa sông Đà. Và vì vậy, chúng ta cũng sẽ phân tích cái tính cách hung bạo của Đà Giang trên hai phương diện. Cái thứ nhất là qua diện mạo và cái thứ hai qua tâm địa của gì? Của dòng sông, như cách nói của tác giả Nguyễn Tuân. Đó. Thứ nhất là gì nhỉ? Cái tính cách hung bạo qua gì nhỉ? Qua diện mạo của sông Đà. Tức là cái mà chúng ta nhìn thấy gì nhỉ? Cái biểu hiện là của sông Đà, qua diện mạo của sông Đà. Ta dùng luôn cái cách nói của tác giả. Thì có thể nói là dưới ngòi bút của Nguyễn Tuân ấy, về diện mạo thì sao? Tất cả những gì thuộc về sông Đà đều dữ dội hết. Những gì thuộc về sông Đà đều dữ dội. Nào. Tất cả những gì thuộc về sông Đà đều dữ dội. Đều dữ dội. Đọc vào trong văn bản thì các em thấy tác giả miêu tả từ đá này, từ cát này, từ nước này, từ gió sông Đà, cái gì cũng dữ dội. Nào, đá, cát, nước, gió, sông Đà đều dữ dội cả. Nước xô đá, đá xô sóng, sóng xô gió, cuồn cuộn luồng gió gùn ghè suốt năm. Gùn ghè, muốn gây sự. Nào, nước xô đá, đá xô sóng, sóng xô gió, cuồn cuộn luồng gió gùn ghè suốt năm. Đúng là gì nhỉ? Đá, cát, nước, gió, sông Đà đều dữ dội. Nào, và tác giả còn miêu tả là sao? Sông Đà như là gì nhỉ? Như là cứ muốn đòi nợ suýt những cái con thuyền gì đi trên sông nước. Nợ suýt, các em đọc trong chú thích trong văn bản. Đương dân đòi một cái món nợ mà nó vô cớ, vô lý, không có. Nào. Tất cả những gì thuộc về sông Đà đều dữ dội. Nhưng mà sông Đà dữ dội nhất được tác giả thể hiện ở những cái biểu hiện nào? Đó. Thì sông Đà dữ dội và nguy hiểm nhất. Dữ dội và nguy hiểm nhất. Dữ dội và nguy hiểm nhất là ở những gì? Quãng sông hẹp. Là những quãng sông hẹp. Là ở những cái hút nước, nó tạo thành cái hút nước, cái xoáy nước ấy. Những cái hút nước khủng khiếp. Những cái hút nước khủng khiếp. Nào, quãng sông hẹp hoặc là những hút nước khủng khiếp. Và các em lấy dẫn chứng để làm sáng tỏ điều này. Đó. Tác giả miêu tả những quãng sông hẹp thì sao? Cái dòng sông bị chẹn lại, nó giống như là cái yết hầu, bị chẹn lại như cái yết hầu. Và hai bên dòng sông thì sao? Nó hẹp quá. Đó. Hai bên thì gì nhỉ? Đá dựng thành vách đứng. Ta diễn đạt theo cách hiểu của ta. Chứ lời văn của tác giả thì nó cũng hơi văn chương. Và có lúc là gì nhỉ? Chúng ta thấy nó rất độc đáo. Đó. Cho nên đôi khi là cái cách mà nhớ thông thường và diễn đạt thông thường thì nó hơi khó. Cho nên ta diễn đạt theo cách hiểu của ta. Đó. Hai bên thì gì nhỉ? Dựng thành vách đứng như thế. Đá dựng thành vách đứng. Đó. Và vì quãng sông hẹp mà hai bên là những cái vách đá, vách núi cao. Cho nên sao? Ở dưới lòng sông ấy, chỉ nhìn thấy mặt trời. Nhìn lên chỉ thấy mặt trời lúc chính ngọ. Tức là ở giữa đỉnh đầu 12 giờ trưa mới nhìn thấy mặt trời thôi. Còn nếu không mặt trời mà nó ngả
buổi sớm phía đông hoặc là ngả buổi chiều phía tây, thì vì thành núi nào nó cao nó dựng đứng mà sông lại hẹp quá thì không nhìn thấy mặt trời, chỉ nhìn thấy mặt trời lúc chính ngọ thôi. Và tác giả miêu tả là sao? Nếu mà ở gì nhỉ? Nếu mà ở dưới gì nhỉ? Dưới sông ấy, nó cái lúc và gì nhỉ? Hai bên nó dựng thành vách, vách đứng lên nó ít ánh nắng, cho nên giữa mùa hè mà dưới gì, dưới dòng sông cũng thấy mát lạnh. Thấy mát lạnh như thế. Đó. Và ở những quãng sông hẹp này, những con thú nó có thể gì? Những con hổ nó có thể nhảy qua từ bờ này sang bờ bên kia. Và khi mà quãng sông nó chẹn lại những cái yết hầu thì lập tức là sao? Quãng sông hẹp là gì nhỉ? Có đá ngầm đã đành nhưng mà nước rất chảy xiết. Đúng là gì? Sông Đà rất hung dữ, dữ tợn, và đó là gì nhỉ? Những cái nguy hiểm đối với người trên sông nước. Quãng sông hẹp. Sông Đà còn gì? Còn dữ dội, còn nguy hiểm với những cái hút nước khủng khiếp. Với những hút nước khủng khiếp. Đó. Nó tạo thành gì nhỉ? Những cái vành xoáy lớn có thể nhấn chìm tất cả gì? Những cái con thuyền nếu mà chẳng may đi vào cái hút nước khủng khiếp ấy. Và tác giả miêu tả là những cái hút nước nguy hiểm, đó, khủng khiếp, đó, ghê sợ lắm. Đó. Có những thuyền đã bị cái hút nước nó hút xuống. Có những thuyền đã bị cái hút nước nó hút xuống. Thuyền rồng ngay cây chuối ngược. Thuyền rồng ngay cây chuối ngược. Đó. Rồi vụt biến đi. Bị dìm và đi ngầm dưới lòng sông. Đến 10 phút sau mới thấy tan xác ở khuỳnh sông dưới. Đến 10 phút sau mới thấy tan xác ở khuỳnh sông dưới. Đó. Đi vào cái hút nước. Bị nhấn chìm, bị nó hút xuống. Thuyền rồng cây chuối ngược. Đầu trúc xuống, bị hút xuống. Và đi ngầm dưới dòng sông. Và 10 phút sau thì sao? Thấy tan xác ở khuỳnh sông dưới. Gặp cái khuỳnh sông chỗ ngoặt ấy, tan xác, nổi phành, tan xác ở khuỳnh sông dưới. Đúng là sông Đà dữ dội ở diện mạo. Nó, tất cả những gì thuộc sông Đà đều dữ dội. Nhưng mà dữ dội và nguy hiểm nhất đó là những quãng sông hẹp và những hút nước khủng khiếp. Như là tác giả đã từng miêu tả. Nhưng sông Đà không chỉ hung bạo quá gì diện mạo, mà sông Đà sẽ còn hung bạo qua tâm địa của gì? Của dòng sông. Tính cách hung bạo của Đà Giang còn được thể hiện qua gì? Qua tâm địa của dòng sông. Qua tâm địa của dòng sông. Tâm địa của dòng sông. Vì sông Đà được gì nhỉ? Được miêu tả như một nhân vật cho nên có tâm địa. Cái chữ tâm địa là dùng cho gì nhỉ? Những cái gì mà nó có tính chất là gì nhỉ? Nó mờ ám, nó hiểm ác. Nào, thì người ta phải dùng tâm địa. Không? Cho nên là cái tính cách hung bạo còn thể hiện qua gì nhỉ? Qua tâm địa của gì? Của sông Đà. Và Nguyễn Tuân đã miêu tả sông Đà. Nào, giống như, ta có thể dùng những cái từ sau. Giống như gì nhỉ? Hoặc là dùng cái từ là loài thủy quái. Loài thủy quái khổng lồ. Thủy quái. Quái vật sông nước. Thủy quái. Hoặc là chúng ta có thể dùng cách nói khác. Giống như một hung thần. Giống như một hung thần. À, giống một, như một loài quỷ quái. Thủy quái. Thủy quái. Hoặc là hung thần. Và cái tính cách hung bạo này như thế nào? Khôn ngoan nhưng hiểm ác. Khôn ngoan nhưng hiểm ác. Khôn ngoan nhưng hiểm ác. Rất khôn ngoan nhưng hiểm ác. Chỉ cần lấy một dẫn chứng, ví dụ cách mà tác giả miêu tả sông Đà nó khôn ngoan và hiểm ác như thế nào, để gì nó có thể trở thành gì nhỉ? Cái hung thần, cái kẻ thù số một của ngực của những con người trên sông nước. Đây, cách mà tác giả miêu tả. Sông Đà mang tâm địa của một thứ kẻ thù số một của con người. Mang tâm địa của một thứ kẻ thù số một của con người. Nào. Đá ở đây hàng ngàn năm vẫn mai phục hết trong lòng sông. Hình như mỗi lần có chiếc thuyền nào xuất hiện ở quãng ầm ầm mà quạnh hiu này, mỗi lần có chiếc nào nhô vào đường ngoặt sóng là một số hòn bèn nhổm dậy
vồ lấy con thuyền. Miêu tả rất sống động. Nào. À, đá thì sao? Hàng ngàn năm vẫn mai phục hết cả gì? Cả dưới lòng sông. Mai phục ở chỗ nào? À, mỗi lần có chiếc thuyền nào xuất hiện ở quãng ầm ầm mà quạnh hiu này. Đó. Thì sao? Lúc mà con thuyền xuất hiện nhô một cái đường mặt sóng ấy thì tác giả miêu tả nó đứng mai phục, đá đứng mai phục. Thì tất cả sao? Tất cả bèn nhổm dậy và vồ lấy gì nhỉ? Vồ lấy con thuyền. Đó. Nhổm dậy vồ lấy con thuyền như thế. Đúng là gì nhỉ? Sông Đà mang tâm địa của một cái kẻ thù số một của con người, và được nhà văn miêu tả nó giống như một loài thủy quái hoặc là một hung thần khôn ngoan mà gì mà hiểm ác. Tất cả những điều đó làm nên cái tính cách hung bạo quỷ của Đà Giang, hay nói một cách khác đó là sự hùng vĩ nhưng cũng hết sức là dữ dội, hết sức là nguy hiểm của sông Đà. Đó. Nhưng mà sông Đà còn có một cái khía cạnh thứ hai, một biểu hiện thứ hai là bên cạnh tính cách hung bạo sẽ còn có một cái vẻ đẹp khác. Đó. Đó là cái vẻ đẹp thơ mộng huyền ảo, và tác giả gọi đó là gì nhỉ? Đó là tính cách trữ tình. Chúng ta sẽ chuyển sang cái tính cách thứ hai của sông Đà. Bên cạnh tính cách hung bạo, đó là cái tính cách trữ tình của Đà Giang. Tính cách trữ tình. Tính cách trữ tình của gì? Của sông Đà. Hoặc là chúng ta dùng cái từ Hán Việt là Đà Giang cũng được. Vâng. Tính cách trữ tình của sông Đà, tính cách trữ tình của Đà Giang. Hay nói cách khác, đó là cái vẻ đẹp huyền ảo thơ mộng của sông Đà. Huyền ảo thơ mộng. Huyền ảo thơ mộng. Cái vẻ đẹp huyền ảo thơ mộng. À, khi ta phân tích tính cách hung bạo, ta cũng phân tích theo gì nhỉ? Theo diện mạo và tâm địa. Thì bây giờ tương ứng như vậy, ta có thể phân tích cái vẻ đẹp huyền ảo thơ mộng, vẻ đẹp trữ tình của sông Đà qua gì nhỉ? À, qua dáng vẻ và tâm hồn dòng sông. Trước hết là qua dáng vẻ của dòng sông. Qua dáng vẻ của dòng sông. Thì nhìn một cách khái quát, một cái ấn tượng chung ấy, nào, thì tác giả đã cảm nhận dòng sông này, cái dòng sông Đà mang một cái vẻ đẹp như một thiếu nữ kiều diễm. Như thiếu nữ kiều diễm. Như cái người thiếu nữ với vẻ đẹp kiều diễm. Và có một cái hình tượng rất ấn tượng để chúng ta cảm nhận điều này. Đó. Sông Đà tuôn dài như áng tóc trữ tình. Đầu tóc, chân tóc ẩn hiện trong mây trời Tây Bắc. Bung nở hoa ban hoa gạo tháng 2. Đấy, cái đoạn văn đó. Sông Đà tuôn dài như áng tóc trữ tình. Đầu tóc, chân tóc ẩn hiện trong mây trời Tây Bắc, bung nở hoa ban hoa gạo tháng 2. Cái đoạn văn này, các em nên thuộc cái hình tượng này, chúng ta nên nhớ. Và nếu chúng ta thuộc cái đoạn văn này, nào, ta nắm được cái hình tượng này, thì còn những cái kiến thức khác ta cũng có thể sử dụng. Nào. Rõ ràng là sông Đà gợi cảm, đầy chất thơ và một ấn tượng chung đẹp như người thiếu nữ kiều diễm. Còn nếu nói cụ thể hơn, thì chúng ta lại cũng thấy có một khía cạnh nữa. Tất cả những gì thuộc về sông Đà đều mang một vẻ đẹp hết sức là trữ tình thơ mộng. Đó. Những gì thuộc về sông Đà. Những gì thuộc về sông Đà đều mang một vẻ đẹp trữ tình thơ mộng. Đều mang một vẻ đẹp trữ tình thơ mộng. À, thế dụ nước sông Đà nhé. Cần lấy dẫn chứng. Nước sông Đà cũng đẹp một cách huyền diệu. Nào, tác giả gợi tả nước sông Đà nó không đục lờ màu cánh nước Hến như sông Gâm, nào, và một số sông khác. Nước sông Đà thì sao? Mùa xuân xanh dòng ngọc bích. Mà tác giả viết là dòng xanh ngọc bích, hoặc là chúng ta có thể diễn đạt là xanh dòng ngọc bích, hoặc là dòng xanh ngọc bích, màu xanh ngọc bích như thế. Còn mùa thu thì sao? Nước sông Đà lại lừ lừ chín đỏ. Mùa thu nước sông Đà gì? Lại lừ lừ chín đỏ. À, một cái vẻ đẹp gì nhỉ? Rất đa dạng và huyền ảo như vậy. Đấy là nước sông Đà. Còn đối bờ dòng sông thì sao? Nào, thì tác giả đã miêu tả cái
đôi bờ cái dòng sông mang vẻ đẹp trữ tình thơ mộng ấy, nào, à đôi bờ dòng sông hoang dại, nào, đôi bờ dòng sông như thế như mang nỗi niềm cổ tích từ ngàn xưa, dòng sông từ thế như chảy từ thời tiền sử, dòng sông như chảy từ thời tiền sử, đôi bờ sông hoang dại mang cái nỗi niềm cổ tích từ ngàn xưa. Và trên cái bờ sông Đà ấy, thì sao? À, có những cái hình ảnh gì? Những cái con hiêu nó vành tai, ngơ ngác. Nào, nó chợt nghe một tiếng còi sương. Cái tiếng còi trong sương sớm ấy, của sông Đà. Cái tiếng còi trong màn sương của gì? À, của vùng Tây Bắc của Đà Giang ấy. Có hình ảnh cũng rất hết sức là thơ mộng như vậy. Đó. Rồi trên mặt nước dầm xanh, đó, tác giả miêu tả, đó. À, trên cái mặt nước dầm, à, trên cái mặt nước, đó, trên mặt nước Đà Giang ấy, thì những con cá dầm xanh, con cá, đây là một loại cá, à, một loại quá cá quý cũng như là cá anh vũ ấy, à, những đàn cá dầm xanh này, đó, quẫy vọt lên trên mặt sông, bung bụng trắng như bạc thoi dơ. Cái đàn cá dầm xanh nào quẫy vọt lên trên dòng sông và cuối cùng bung những cái con cá này màu trắng, tác giả hình dung như là bạc thoi đang gì, đang dơ. Đúng là những gì thuộc về sông Đà cũng mang một vẻ đẹp hết sức là trữ tình thơ mộng nữa. Đấy là sông Đà mang vẻ đẹp trữ tình thơ mộng huyền ảo qua dáng vẻ. Nhưng sông Đà còn mang một vẻ đẹp trữ tình thơ mộng nào qua tâm hồn của dòng sông. Những cái gì tốt đẹp thì ta gọi là tâm hồn, còn những cái gì không tốt thì ta gọi là tâm địa. Ở đây là tâm hồn dòng sông. Đó. Và dưới ngòi bút của Nguyễn Tuân ấy, thì sông Đà giống như gì nhỉ? Giống như một cố nhân. Một cố nhân. Một người bạn thân thiết từ gì? Từ trước, từ xưa. Cho nên là chúng ta đọc, chúng ta cảm nhận là sao? Sông Đà với vẻ đẹp đấy, huyền ảo thơ mộng với tính cách trữ tình ấy, trở thành một người bạn thân thiết đối với những người trên sông nước Đà ra. Những cái con người mà đi xa sông Đà thì nhớ, và về gần với sông Đà thì lòng lại dạt dào cảm xúc. Cố nhân về gần với sông Đà thì lòng lại dạt dào cảm xúc. Nào, thí dụ như là trong tác phẩm, các em nhớ cái đoạn văn mà tác giả viết rất là trữ tình thơ mộng. Nào, tôi nhìn cái miếng sáng lóe lên một màu nắng tháng ba đường thi, yến hóa tam nguyệt há dương châu, bờ sông Đà bãi sông Đà chuồn chuồn bướm bướm trên sông Đà. Chao ôi, trông con sông vui như thấy nắng giòn tan sau kỳ mưa dầm, vui như nối lại chiêm bao đứt quãng. Đi rừng dài ngày rồi lại bắt ra sông Đà, đúng thế, nó đầm đầm ấm ấm như gặp lại cố nhân. Bắt gặp sông Đà, đúng không? Thì tác giả nói là nó đầm đầm ấm ấm như gặp lại cố nhân. Và rõ ràng ở đây sông Đà mang một tính cách gì nhỉ? Trữ tình, đó, với vẻ đẹp thơ mộng, huyền ảo. Đây là khía cạnh thứ hai khi phân tích sông Đà. Sau khi mà phân tích xong hai cái biểu hiện tính cách hung bạo và trữ tình của sông Đà, thì các em cần khái quát lại cái ý nghĩa của cái hình tượng sông Đà này. Đó. Ý nghĩa của hình tượng sông Đà này. Và trong cái ý nghĩa của hình tượng sông Đà, đó, thì các em lưu ý hai điều. Đó. Cái thứ nhất là nó thể hiện được cái lòng yêu nước của Nguyễn Tuân. Khi mà tác giả miêu tả cái vẻ đẹp của gì sông Đà, cả sự hùng vĩ dữ dội cũng như là vẻ đẹp và sự cái vẻ đẹp trữ tình thơ mộng huyền ảo ấy, thì chứng tỏ phải là một con người gì nhỉ? Yêu và tự hào trước cái vẻ đẹp của thiên nhiên đất nước. Thì mới miêu tả sông Đà như thế. Cho nên có thể thấy được cái lòng yêu nước của Nguyễn Tuân, cái sự gắn bó với đất nước của Nguyễn Tuân qua những cái lời văn mà gì mà ca ngợi nó cái vẻ đẹp của gì của sông nước Đà ra. Và cái điểm thứ hai là cái hình tượng sông Đà này cũng thể hiện cái nét phong cách nghệ thuật của Nguyễn Tuân. Thể hiện nét phong cách nghệ thuật của Nguyễn Tuân. Cái này ta sẽ còn đi sâu ở phần sau. Nhưng mà đây khi mà làm riêng về cái hình tượng sông Đà thì đó là cái nét phong cách nghệ thuật của Nguyễn Tuân. Quan niệm về cái đẹp là cái phải gây ấn tượng mạnh. Cái phải đập mạnh vào cảm giác của người đọc. Cho nên là gây ấn tượng mạnh, đập mạnh vào cảm giác của người đọc. Cho nên đẹp thì đúng là gì nhỉ? Sông Đà đẹp tuyệt mỹ, sông Đà đẹp tuyệt vời.
Và nếu là dữ dội thì đúng là Sông Đà cũng dữ dội đến khủng khiếp. Đấy, cái nét phong cách nghệ thuật của Nguyễn Tuân cũng được thể hiện qua cái hình tượng này là thế. Đó. Giờ sau chúng ta sẽ tiếp tục phân tích hình tượng ông Lái Đò đó, và phong cách nghệ thuật Nguyễn Tuân qua cái bài Tùy Bút này. Xin chào các anh.